Ở đây có một cái hồ cá koi nho nhỏ. Ăn sáng cà phê tại cà phê Xuân Hương. Đường vào hoa trong rừng đang kẹt xe. Đây, cánh đồng hoa thực dược đang hot nhất ở khu du lịch này với một cái video dài khoảng tầm hơn một tiếng đồng hồ, một cái video dài nhất từ trước đến nay đó. Hoa trong rừng là một trong những khu du lịch về hoa đẹp nhất Đà Lạt hiện nay, với rất là nhiều những cánh đồng hoa trải dài trên khắp nẻo đường. Buổi trưa ghé vườn địa đàng, cà phê suối mơ. Cho cái chất béo trong nó mới ngon. Đó, còn bình thường cỡ này đâu ngon khỉ. Tượng mẹ Quan Âm trong nhà, lớn nhất Việt Nam. Chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh Đà Lạt Street của Như La Ca. Hôm nay thì Nhân đang đổ xăng ở ngay trên đường Trần Phú. Sáng nay có chuyến mini tour nên Nhân cũng chuẩn bị xe cộ xăng dầu quý vị ha, để cho một cái chuyến đi trọn vẹn. Hôm nay thì có sương mù nhẹ quý vị, trời hơi âm u. Trời này thì có lẽ là cũng sẽ mát cho cái chuyến đi ngày hôm nay. Và những vị khách của chúng ta thì ở trên đường Hà Huy Tập, một khách sạn ở trên đường Hà Huy Tập. Không biết là khách sạn nào. Những vị khách của chúng ta thì cũng là những người Việt Kiều ở nước ngoài về. Thường thì những vị khách ở nước ngoài về thì người ta thích đi những cái điểm nào mang tính đặc trưng của Đà Lạt. Không biết những vị khách ngày hôm nay thì như thế nào quý vị ha. Chúng ta cùng đồng hành và theo dõi. Nhân đang chờ khách quý vị. Thì những vị khách của Nhân ngày hôm nay đang ở trong khách sạn Mai Hoàng 42A đường Hà Huy Tập. Nhà Nhân thì ở phía dưới một chút nữa quý vị. Hôm nay thì bầu trời có vẻ hơi âm u và có sương. Có lẽ mà khoảng 10 giờ, 11 giờ thì bắt đầu mới có nắng quý vị ha. Thường thì cuối tuần, hôm nay là cuối tuần quý vị, thì du khách cũng sẽ lên Đà Lạt nhiều và đi vào các cái khu du lịch, mà đặc biệt là những cái khu nào mà dạng check-in thì hôm nay cũng khá đông. Này có ngay khu vực này có khu vực trải nghiệm Mercedes cùng An Du Nha Trang. Ta sẽ vào ăn sáng cà phê ở ngay đây. Cà phê Xuân Hương, một địa điểm ăn sáng cũng như là uống cà phê ngắm cảnh nhìn hồ Xuân Hương cũng rất là tuyệt vời. Không biết những vị khách của Nhân đang ở chốn nào nữa. Một viên đá pha sẵn pha máy. Pha máy thì cũng được. Cà phê Xuân Hương nằm bên cạnh hồ Xuân Hương, có cái view cũng khá đẹp, thích hợp vào buổi sáng và buổi chiều. Này có sự kiện của Mercedes bên cạnh hồ Xuân Hương. Nhân sẽ lướt qua một số khung cảnh ở quán cà phê này cho quý vị xem. Không gian quán này đã rất là rộng và nằm ngay trung tâm bên cạnh hồ Xuân Hương luôn. Buổi sáng cũng đẹp mà buổi chiều cũng đẹp. Đây là khung cảnh của cà phê Xuân Hương bên cạnh hồ Xuân Hương. Ở đây có một cái hồ cá koi nho nhỏ. Đây một trải nghiệm cùng Mercedes. Mercedes cái này là GLC 300. 2 tỷ mấy. Nếu mà chiếc GLC này mà hoàn thiện giấy tờ lăn bánh thì khoảng 3 tỷ, 3 tỷ mốt. Cái dòng xe này thì mệt thì trên tiền tỷ quý vị ha. Chiếc cỡ như là chiếc C200 nè. Sau khi ăn sáng cà phê thì chúng
ta sẽ đi vào trong khu du lịch Hoa Trong Rừng, một trong những khu du lịch về hoa tuyệt đẹp ở Đà Lạt. Chắc trong này có chỗ đi đáy phải không em? Dạ có. Coi đáy trong rừng á. Chịu thôi. Hôm nay đi vào đường cũng khá là đông. Xe xếp hàng dài để chờ mua vé. Ba bạn thân. Đây là khu du lịch lớn bậc nhất ở Đà Lạt với khoảng hơn 60 hecta và trồng những cánh hoa dài bất tận. Mùa nào cũng có các cái loại hoa khác nhau quý vị. Đây chúng ta thấy xe cộ đậu ở phía trên kia một bãi và phía dưới này một bãi cho xe cộ đậu. Hôm nay cuối tuần đông quá quý vị, xe cộ đầy bãi luôn. Cánh đồng hoa thực dược bây giờ vẫn còn đang rất đẹp. Hôm nay thì Nhân có chở thêm một số khách ở bên Việt Kiều về Đà Lạt tham quan và đi vào trong khu vực này. Bây giờ là 9:30 sáng rồi quý vị, trời đã hơi nắng. Nếu mà chúng ta đi sớm hơn thì mát mẻ và chụp ảnh giống như là video vừa trước là Nhân vừa mới đưa lên đó quý vị. Thì mát mẻ hơn nhiều. Hôm nay thì trời cũng khá là trong xanh. Đây, cánh đồng hoa thực dược đang hot nhất. Rất là nhiều các loại hoa màu sắc khác nhau quý vị ha. Video trước thì cũng khá là chi tiết về khu du lịch này với một cái video dài khoảng tầm hơn một tiếng đồng hồ, một cái video mà dài nhất từ trước đến nay đó. Còn bây giờ thì Nhân đang quay trở lại đây với chuyến đi với du khách. Nhân sẽ quay lướt sơ thôi. Còn bình thường thì mình đi mình quay nó khá là chi tiết, còn mình đi chung thì mình còn phải chụp ảnh nữa quý vị. Chụp ảnh cho khách nữa, cho nên là rất nhiều bạn vô đây chụp ảnh quý vị ha. Xe, những đoàn xe quá trời đông luôn. Bây giờ Nhân sẽ đi vào khu vực lấy nước rồi chờ mọi người đi tham quan vòng vòng chụp ảnh, sau đó sẽ đi về lại trung tâm. Khu vực này là khu vực vô lấy nước. Ta có thể đổi nước với cái giá vé là 100.000 đồng. Hồi trước là 98, bây giờ là giá vé 100.000 đồng. Không biết các bạn của mình đang ở khúc nào. Ở trong này là không có sóng điện thoại. Hôm nay rất là đông quá nha quý vị ha. Dưới này có xe, có một cái quầy. Đứng vô quầy để chụp không? Dạ, thích chụp chỗ nào? Lọt xuống rồi cá nó đớp hay gì đâu. Cá là con khỉ đó con chê. Ngoài về hoa thì ở đây người ta cũng decor những chiếc xe nè, rồi xe đạp nè, rồi những cái quả đồi nè, rồi những cái hồ, làm cho cái cảnh quan ở đây giống như là một cái vùng thôn quê. Lấy bụi tre đi. Thôn quê mà kiểu cao cấp. Đây có bụi tre. Cái đó cỏ lau chứ không phải là lavender đâu. Cỏ lau. Ủa, cỏ lau mà màu tím hả? Đây.
Này là cỏ lau nhập á. Phía trên cánh đồng hoa cẩm tú cầu cũng đang nở rồi. À, đồi cỏ lau, ruộng cỏ lau, vườn cỏ lau hay là cánh đồng cỏ lau. Đi chân đất luôn ha. Dễ hả? Ok, ok, ok. Không thích chụp hình thì thôi, ok. Thôi anh trai chị lên chơi của anh đi. Hả? Anh trai chị lên chơi của anh đi. Có luôn. Ôi, anh chơi của anh Huy, chị lên chơi của anh kia. Đâu? Nhà lên rồi về nhà coi lại. Đúng rồi. Coi lại những khoảnh khắc mình làm... Làm khung làm đây nó chuẩn bị nở nhiều nè. Ủa sao anh không chụp cho người quen à? Hả? Người quen của bạn đại học. Ủa vậy hả? À, bạn đại học mà đi du lịch Đà Lạt nên gặp. Đại học ủa chưa? Bây giờ chưa ở đây. À. Với tí nữa tới. Nóng phỏng chân á. Hồi nãy mang giày hay là mang dép? Có vài hôm nữa thôi thì cánh đồng hoa cẩm tú cầu này nở bung hết thì nó rất là đẹp. Phía dưới là giống như một làng quê yên bình. Hỏng chân luôn. Về lấy nước uống được rồi đó. Hoa cẩm tú cầu bây giờ là anh đang bắt đầu nở nhiều rồi ha. Cả tầm 10 ngày nữa là khu này nở hơi bị đẹp. Video hôm trước nhân quay thì khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ quay về khu du lịch ba trong rừng này. Tối mới lạnh. À, nó khá là chi tiết cho nên là hôm nay nhân sẽ lướt qua những cái khu vực nào đẹp để cho quý vị xem. Mù tưởng nó không nắng thiệt chứ. Nó mát mát. Nẻ đầu luôn hả? Trên này là cánh đồng hoa bướm, hoa sao nhan. Phía trên là cánh đồng hoa sao nhái hay là còn gọi là hoa bướm nữa. À, rất là nhiều tên gọi khác nhau. À, cánh đồng hoa bướm này có tới 2-3 cánh đồng luôn. À, chụp hình cho cô chú này đã. Sau đó thì kết thúc chuyến hành trình ở ngay hoa trong rừng. Sáng giờ là đi ăn sáng cà phê tới hoa trong rừng. Bây giờ là đi về. Sau khi đi về buổi trưa thì nhân sẽ ghé vào một cái điểm để mà vừa nghỉ trưa vừa uống cà phê thư giãn luôn. Đó là cà phê Suối Mơ hay là Vườn Địa Đàng. Đều là một vì ha. Trong khu vực này có một con suối rất là đẹp, nước trong, rất đã luôn. Ở đây rất nhiều du khách vào đây vào buổi trưa. Quá phê à. Cà phê Suối Mơ. Cà phê Suối Mơ, Vườn Địa Đàng thì nằm bên cạnh khu du lịch Hồ Tiền Lâm, bên cạnh Thiền Viện Trúc Lâm, cho nên là chúng ta rất là dễ kiếm. Chúng ta chỉ cần search Google Maps cà phê Suối Mơ hay là Vườn Địa Đàng thì chỉ cho tới nơi luôn. Ở đây có nhiều cái cảnh đẹp, rất là dễ thương, rất là yên bình. Buổi trưa vào đây chơi thì nó đẹp hết nấc luôn. Kiểu dạng như là đi nghỉ dưỡng, đi chơi, đi chữa lành quý vị. Nhiều bữa trước nhân thấy có một câu chuyện nó cũng vui vui. Đó là làm thì lương thì ít mà suốt ngày bị bệnh, lên Đà Lạt chữa lành hoài. Bị bệnh thì mới lên Đà Lạt chữa lành quý vị. Đây là mấy bạn chơi TikTok á, mấy bạn hay nói những cái câu chuyện mà nó vui vui. Mỗi mùa thì ngay khu vực này thiết kế những cái cảnh quan nó khác nhau. Khi này thì vô thì thấy có cái khu vực này mới mới nè, cái chiếc thuyền với lại
cái cối xoay nước đó quý vị. Xoay ngồi ngay đây thư giãn chụp ảnh rất là tuyệt vời. Ngay đây người ta bố trí bàn ghế để chúng ta ngồi thư giãn. À, buổi trưa mà vô đây ngồi một tí xíu thôi, nghe nước chảy rồi những cái cảnh vật ở đây á, nó nhẹ nhàng á, đưa chúng ta vào giấc ngủ rất là nhanh. Nhiều người vô đây ngồi tới khoảng 10-15 phút là bắt đầu là làm một giấc ngon lành. Ở ngay khu vực này thì người ta cũng không có được tác động vào thiên nhiên nhiều vì nằm bên cạnh khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm. Cho nên là lấy cái cảnh quan là suối với những cái chỗ nào trống thì người ta sẽ bố trí đi co những cái khu vực nào cho nó hợp lý. Bây giờ thì người ta cũng đang tiếp tục xây dựng những cái điểm mới, mở rộng ra những cái điểm mới, cho nên là khu này sau này sẽ là rộng và là điểm check-in gần ngay trung tâm. Từ vị trí này mà ra ngay Hồ Xuân Hương thì khoảng tầm 7 km thôi. Chúng ta có thể đi hướng đường Triệu Đức Vương. Rồi hôm nào ghé ngang. Trước mặt chúng ta đó là cái điểm mà chúng ta vào đây để có thể lấy nước, đó là vườn địa đàn. Vé vào đây 100.000 thì bao gồm một ly nước uống, ngồi thư giãn. Ở đây thì người ta cũng có bán mấy cái xiên que rồi bánh nướng nữa. Cái vườn địa đàn này, đợt mà Giáng sinh đó, là người ta phun tuyết này, rồi làm những cây thông Noel rồi đẹp quá trời. Ngay khu vực này là đẹp, mà cũng rất là hot ở trên mạng đó. Được nhiều bạn vô đây quay TikTok hay là làm những clip tạo nên cái viral ở trên mạng rất là hay. Tết có nước nhiều mà ta. Tết có nước nhiều, người ta trang trí hoa Tết rồi nước chảy mầm mà. Là nếu mà xem trên kênh YouTube của Nhân thì có nhiều điểm hay ho lắm. Rất nhẹ nhàng và đẹp quý vị ha. Khu này rộng lắm. Khi mà mùa mà có nước nhiều á, ở ngoài kia có cái thác 7 tầng, nước chảy chụp hình cũng rất là đẹp. Và tiếp theo là ghé vào tiệm gà nướng cơm lam. Những đoàn khách mà đi chung với Nhân thì thường cũng rất thích ăn gà nướng cơm lam. Kỳ này thì ngay gà nướng cơm lam này còn có thêm bánh xèo nữa. Bánh xèo một đĩa là 3 cái bánh xèo rau. Có 60.000 à, cũng khá rẻ. Chất béo trong 50 ngon. Okay. Đó. Còn bình thường cỡ này đó ngon khỉ. Không, cảm giác cái này nó hơi thiếu muối. Nếu mà nó xay nhuyễn cái lá này với muối thì cũng ok thôi. Và sau khi ăn trưa xong, Nhân lại tiếp tục di chuyển luôn và di chuyển ra một điểm, đó là chùa Linh Phước hay là còn gọi là chùa Ve Chai, nằm ngay trung tâm Trại Mát. Ở đây thì chúng ta có thể tự di chuyển bằng xe máy, xe ô tô tới đây, hoặc là chúng ta đi tham quan ga Đà Lạt rồi bắt tàu lửa xuống đây luôn cũng được. Chùa Ve Chai là một trong những ngôi chùa mà có rất là nhiều những cái kỷ lục, được giữ những cái nhiều cái kỷ lục nhất ở Đà Lạt đó quý vị. Phía trước là chánh điện, rồi tháp chuông. Ở đây thì có 18 tầng địa ngục nữa. Nhân sẽ lưu tiện đây sẽ quay một số cảnh quan cho quý vị xem luôn. Đây là chùa Linh Phước, chùa Ve Chai. Này khách Hàn Quốc cũng đông quý vị. Sau khi mà ăn đi tham quan khu du lịch các hoa trong rừng, sau đó rồi ghé ngay cà phê Suối Mơ rồi ăn trưa tại
nhà hàng Hương Quê Cơm Lam Gà Nướng. Thì bây giờ Nhân đang quay ra ngay khu vực chùa Linh Phước, chùa Ve Chai để tham quan. Sau khi mà tham quan ở đây xong thì không biết những vị khách hôm nay có còn đủ sức để tiếp tục di chuyển tham quan những nơi khác nữa không. Hôm nay cuối tuần cũng là dịp 14 rằm. Luôn tuyện đây thì Nhân sẽ quay khung cảnh ở ngay khu vực chùa Linh Phước. Tượng Bồ Đề Đạt Ma bằng gỗ sao lớn nhất. Trong đây có nhiều cái bàn đá, đồ cũng rất là hay. Tác phẩm khối hồng ngọc nặng 14.000 kg là 14 tấn đó quý vị. Chào anh. Những bàn đá rất là đẹp. Quá đỉnh. Mát lắm quý vị. Rất nhiều các cái vật phẩm đẹp được trưng bày ở trong khu vực tham quan của chùa Linh Phước. Nhân chào mọi người nha. Hôm nay khách du lịch, đặc biệt là khách Hàn Quốc cũng rất là đông nè quý vị. Chùa Linh Phước là một trong những ngôi chùa nổi tiếng ở Đà Lạt. Khi mà đến tham quan, phía trước là khu vực này là chánh điện. Còn bên này thì có tượng mẹ Quan Âm được làm bằng hoa bất tử. Đây là tượng mẹ Quan Âm được làm. Ở đây có rất là nhiều những tượng Phật mẹ Quan Âm á, thì được người ta cúng dường và có ghi tên ở đây quý vị. Phía trong này thì có tượng mẹ Quan Âm ở trong nhà cao nhất Việt Nam hiện tại. Rất cao, rất là lớn. Chùa Ve Chai vì các cái mảnh sành, mảnh sứ, mảnh vỡ
được các nghệ nhân người ta ốp lên trên tường, tạo nên những cái hình ảnh rất đẹp. Ở trong khu vực này có nhiều tượng Phật mà bằng sáp quý vị, giống như thiệt vậy đó. Nhìn nhiều khi mà chúng ta đi ngang qua chúng ta nhìn giống thật luôn. Như vậy là hôm nay Nhân đã dẫn quý vị đi một chuyến mini tour tham quan những cái điểm tham quan ở Đà Lạt. Và bây giờ thì Nhân cũng kết thúc video và quay trở về lại trung tâm thành phố. Nhân rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video này. Hãy đăng ký kênh cũng như là theo dõi những video sau của Nhân nhé. Bây giờ Nhân xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong một video tiếp theo.